Cũng chương dịp này, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Khùng Anh đã đến thăm động viên đội ngũ y bác sĩ, cán bộ nhân viên trạm y tế phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Chia sẻ với những khó khăn vất vả của các y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế tuyến cơ sở trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Khùng Anh đánh giá cao và nhấn mạnh thành phố luôn quan tâm hỗ trợ cho ngành y tế theo điều kiện thực tế của địa phương, nhất là tạo thuận lợi cho tuyến y tế cơ sở thực hiện nhiệm vụ đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng đảng phát triển đảng viên mong muốn các y bác sĩ nhân viên y tế tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn phát huy hơn nữa về chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân